Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với DF Và mình là Long Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà nạp VIP Và cách rút tiền tại cái tự game Ducky City Đầu tiên sẽ là công tác nạp tiền để mà mua VIP Tại cái bước này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản sàn giao dịch Có thể là Binance hoặc là OKX hay là Bybit Hoặc là bất cứ cái sàn nào mà có hỗ trợ các bạn Base Tại đây thì Long sẽ dùng sàn Binance để mà thực hiện cái việc nạp rút của mình Còn cái vấn đề mà tạo sàn Binance như thế nào á thì các bạn có thể search trên youtube về cách đăng ký nha Vì đây là sàn top trong cái thị trường crypto rồi nên sẽ có rất là nhiều video hướng dẫn về nó Rồi Sau khi các bạn đã có tài khoản sàn Binance Các bạn vào mục J Các bạn chọn vào spot Tiếp theo là các bạn mua ETH tại đây Và các bạn lưu ý là nhớ nạp tiền vào thì mới mua được nha Có nhiều bạn nhắn tin hỏi Long á là sao em không mua được Thì thật sự là mình cũng không biết trả lời sao luôn các bạn, hỏi khó quá trời Rồi Tiếp theo sau khi mà các bạn đã có được ETH rồi, các bạn sẽ chuyển sang cái biểu tượng thông tin và chọn vào phần Asset. Sau đó chọn tiếp vào phần Spot. Tại đây các bạn sẽ chọn vào đồng ETH. Sau đó các bạn chọn vào một Withdraw như Long ở trên video nè. Rồi đến với cái phần này thì các bạn chọn vào cái ví Metamask, các bạn copy cái địa chỉ ví và các bạn dán vào cái ô address của cái phần rút tiền bên Binance đó. Cái tiếp thì các bạn chọn vào cái phần Network, các bạn chọn mạng Base và sau đó thì các bạn chọn cái số ETH mà các bạn muốn rút rồi xác minh là xong tiếp theo thì bây giờ các bạn sẽ vào game các bạn mở ví MetaMask tại mạng base thì cách mà kiểm tra cái mạng base thì mình cũng đang làm trên video luôn hoặc nếu chưa thêm mạng base thì các bạn có thể dùng cái chainlist sau đó kết nối ví của mình vào rồi các bạn thêm mạng base vào ví nha kế tiếp thì các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng uh, hình tiền bên góc phải của giao diện của game nè tại đây thì các bạn sẽ chọn vào chữ deposit ETH vô sau đó các bạn điền cái số ETH mà các bạn muốn chuyển vào ví Rồi các bạn xác nhận nữa thôi là ok rồi Thì sau khi mà các bạn thao tác xong thì các bạn sẽ cần phải chờ 3 tới 5 phút để mà game nó cập nhật cái số dư của các bạn Sau khi mà các bạn đã có ETH trong game rồi thì các bạn sẽ vào một VIP ở bên góc bên trái Của giao diện game và mua VIP Vậy là các bạn đã hoàn thành xong cái việc mua VIP của mình rồi và như Long ở đây thì các bạn sẽ thấy là VIP 3 của mình sẽ tới ngày 31 tháng 7 lận Là vì trước đó mình đã có mua VIP 2, 3 tháng rồi và sau khi mà mua thêm cái VIP 3 này nữa thì nó sẽ dồn thêm thời hạn cho mình tại cái VIP 3 này Và đó là cách mà chúng ta nạp VIP tại cái con game Ducky City các bạn nha Vấn đề số 2 là cái vấn đề rút tiền tại cái con game Ducky City này Đầu tiên thì mọi người sẽ cần chuẩn bị đó là token trong game Đương nhiên các bạn cày game các bạn cần phải có token các bạn mới rút được tiền ha Sau đó các bạn nhấn vào cái biểu tượng tiền ở bên góc phải giao diện game luôn và các bạn chọn vào mục withdraw, sau đó các bạn chọn mát luôn ở đây thì cái phí rút của mình sẽ là 1.500 DCE cho mỗi một lần rút Thì các bạn lưu ý cái điều này nha Các bạn nên tích nhiều nhiều mình rút một lượt luôn cho nó khỏe Và cái thao tác rút tiền á Nó sẽ có thể mất từ 12 cho tới 24 giờ Thì nó mới về ví của các bạn lận Và có một cái mẹo nhỏ là các bạn có thể rút trong khung giờ 12 giờ cho tới 5 giờ chiều Thì khả năng nó sẽ nhanh hơn Và cái này á, thì tôi được một cái bạn trong nhóm chia sẻ lại các bạn nha sau khi mà rút xong á, thì các bạn sẽ kiểm tra cái ví Metamask của mình tại mạng Base thì lúc này các bạn sẽ chưa thấy cái token đi xe đâu hết các bạn chỉ thấy mọi eth thôi thì bây giờ các bạn cần lấy cái hình của cái token đi xe sau đó các bạn import token vào để mà cho nó hiện lên và dễ dàng kiểm tra số dư của mình hơn sau khi xác minh được cái việc token của mình đã nằm ở trong ví rồi tiếp theo các bạn sẽ di chuyển sang uniswap để thực hiện cái việc chuyển đổi token đi xe của mình sang eth ở đây á thì cái việc thực hiện giao dịch cũng rất là dễ các bạn nhưng mà các bạn khi mà nạp eth vào mạng base các bạn nhớ là nạp dư dư một xíu nha tầm 5 đô là được rồi để mà khi mà các bạn dùng á các bạn làm phí giao dịch nó cũng ok và thoải mái không tuy là nó cũng không tốn quá nhiều đâu nhưng mà mình cứ nạp nhiều như vậy đi cho nó đỡ mất công cái việc mà mình nạp ra nạp vô nó khá là phiền rồi sau khi mà các bạn đã swap xong token sang eth rồi và việc tiếp theo của mình sẽ là di chuyển sang sàn binance và các bạn lại tiếp tục vào một profile sau đó các bạn chọn asset sau đó các bạn lại tiếp tục vào một spot nè chỗ này thì các bạn sẽ gõ vào ô tìm kiếm một cái chữ eth sau đó các bạn sẽ chọn deposit cho cái đồng eth này Tại đây thì có một số bạn hay nhầm lẫn cái việc chọn mạng á Thì các bạn lưu ý cái vấn đề này nha Mình sẽ sử dụng mạng base cho cái con game đất KCT này Cho nên là các bạn cũng sẽ chọn cái mạng base tại đây luôn Và sau khi các bạn đã chọn đầy đủ rồi Thì tiếp theo chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví này Và mở ví Metamask lên Để thực hiện cái việc chuyển ETH từ cái ví Metamask của mình sang bên Binance và vì đây là layer 2 nên cái việc chuyển tiền từ ví Metamask lên sàn Binance nó sẽ tốn từ 10 cho tới 25 phút tùy vào thời điểm mà các bạn dùng có nhiều người dùng hay không á đoạn này á thì mọi người có thể đợi một tí thôi nó cũng được rồi 10 15 phút nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian các bạn rồi và sau một khoảng thời gian chờ đợi thì các bạn sẽ thấy tiền của mình nó lên trên sàn rồi thì tiếp theo các bạn vào một J và kế tiếp sẽ vào một spot và tại đây các bạn sẽ vào một sell ETH và tại đây thì các bạn sẽ lại tiếp tục bán cái số lượng ETH mình vừa chuyển lên trên sàn này nha mình thì mình chọn cái kiểu sell theo kiểu market luôn các bạn uh, sell nhanh cho nó khỏe mình không chọn limit và sau khi mình sell xong thì mình sẽ nhận được USDT Và tiếp theo thì các bạn sẽ vào tiếp tục một chay một lần nữa và các bạn chọn B2B Và tại đây thì sẽ có hai hình thức Mua bán USDT Nhưng mà mình quen với cái việc dùng Express rồi cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn bằng cách này luôn Các bạn vào một Express các bạn chọn vào phần sale và tại đây nếu như mà các bạn vẫn chưa thấy USDT của mình nó hiện lên trong cái mục sale này á Thì các bạn hãy chọn vào cái chữ ADD là Chữ Add này các bạn ha Giống như Long trên video á Tiếp theo các bạn chuyển cái số tiền USDT từ ví Spot sang cái ví Funding Và rồi các bạn F5 lại để nó cập nhật lại số dư của mình ha Sau khi cập nhật số dư xong thì chúng ta sẽ nhập số vào và chúng ta chọn Sell Sau đó tại đây thì sẽ có thêm một mục nữa để mà các bạn chọn là các bạn thêm số tài khoản nhận tiền Hoặc có thể nhận tiền thông qua Momo tùy theo nhu cầu của mọi người Mà thêm cái hình thức nhận tiền khác nhau nha mọi người Và cái đoạn này á, Long nghĩ là có khá là nhiều thông tin mình cần phải bỏ qua và ok thì đây là video hướng dẫn cho các bạn về cách nạp tiền và rút tiền tại cái tựa game Dark City và nếu như các bạn đang có ý định về cái việc sẽ chơi game này hoặc là đang chơi cái tựa game này thì các bạn có thể ủng hộ Long bằng cách là tham gia vào và hoạt động tại những cái đảo mà các bạn đang thấy trên màn hình nha ok cảm ơn các bạn hẹn các bạn trong những video kế tiếp của DF